Giá lúa gạo ngày nay xin kính chào quý bà con và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý bà con và các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Yêu mến kênh, hãy ủng hộ kênh một like và một đăng ký. Đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để không bỏ lỡ những bản tin kịp thời và chính xác được cung cấp hàng ngày. Theo các thương nhân, hôm nay lượng gạo không cao, các kho đóng cửa nghỉ lễ sớm hơn và giá gạo vẫn ổn định. Giao dịch trên thị trường gạo mới diễn ra chậm. Trên thị trường, giá gạo nếp tăng cao trong khi giá các loại gạo khác cơ bản đều ổn định. Lúa khô các loại giá lẫn lộn. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, ngày 22 tháng 4 năm 2023, giá xuất khẩu gạo 5% tấm của Việt Nam dao động quanh mức 483 đến 487 đô la Mỹ trên một tấn. Gạo Jasmine ở mức 553 đến 557 đô la Mỹ trên một tấn. Các thương gia cho rằng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang tốt, không lo thị trường xuất khẩu gạo. Đảm bảo chất lượng gạo xuất khẩu là vấn đề doanh nghiệp đang quan tâm nhất hiện nay. Giá lúa tại khu vực Kiên Giang như sau. IR 50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký. OM 380 6.500 đến 6.600 đồng một ký. Đài Thơm 8 7.000 đến 7.200 đồng một ký. OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký. OM 18 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Và nàng hoa hiện đang giao dịch với mức là từ 6.900 cho đến 7.100 đồng trên 1 kg. RBT 6.900 đến 7.100 đồng một ký, DS1 8.600 đến 8.800 đồng một ký, ST21 7.100 đến 7.200 đồng một ký, ST24, ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký, OM2517 6.900 đến 7.100 đồng một ký và Jasmine đang giao dịch với mức là từ 7.000 cho đến 7.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực An Giang như sau. Đài Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, OM 18 6.600 đến 6.700 đồng một ký, nàng hoa 9 6.500 đến 6.700 đồng một ký, IR 50404 6.300 đến 6.500 đồng một ký, OM 5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, nếp tươi An Giang 6.000 đến 6.200 đồng một ký, nếp tươi Long An 6.800 đến 6.900 đồng một ký và nếp khô Long An từ 9.000 cho đến 9.200 đồng một ký, nếp khô An Giang 8.400 đến 8.600 đồng một ký, gạo nguyên liệu 9.500 đến 9.600 đồng một ký, gạo thành phẩm 10.800 đến 10.900 đồng một ký, tấm 9.300 đồng một ký và cám từ 7.350 đến 7.450 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Bạc Liêu và Cà Mau như sau: Tài Nguyên 7.000 đến 7.200 đồng một ký, Đại Thơm 8 6.800 đến 7.000 đồng một ký, IR 50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM 4900 6.600 đến 6.700 đồng một ký, OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký và OM 18 6.900 đến 7.100 đồng một ký, nàng hoa 6.900 đến 7.100 đồng một ký, RVT 7.100 đến 7.300 đồng một ký, VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST4 7.200 đến 7.300 đồng một ký và ST25 là 7.300 cho đến 7.500 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Sóc Trăng và Tiền Giang: Đài Thơm 8 7.000 đến 7.200 đồng một ký, IR 50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký, OM 4900 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM 5451 6.700 đến 6.800 đồng một ký, OM 18 6.900 đến 7.100 đồng một ký và OM 380 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Tài Nguyên 7.000 đến 7.200 đồng một ký, RVT 7.000 đến 7.200 đồng một ký, VNR 20 6.500 đến 6.700 đồng một ký, ST24 7.300 đến 7.500 đồng một ký, ST25 7.600 đến 7.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Trà Vinh và Vĩnh Long: IR 50404 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM 5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM 18 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang: OM 380 6.400 đến 6.600 đồng một ký, IR 50404 6.900 đến 7.100 đồng một ký, nàng hoa 9 6.900 đến 7.100 đồng một ký, Đài Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký,
và OM5451 hiện đang giao dịch với mức là từ 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. OM18 7.700 đến 7.900 đồng một ký. ST21 7.100 đến 7.200 đồng một ký. ST24, ST25 7.300 đến 7.400 đồng một ký. Jacmin 7.400 đến 7.600 đồng một ký. Và Japonica ở mức là 9.100 cho đến 9.200 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Đồng Tháp và Long An như sau: OM380 6.400 đến 6.600 đồng một ký, IR50404 6.400 đến 6.600 đồng một ký, Đại Thơm 8 6.900 đến 7.100 đồng một ký, OM5451 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM18 6.900 đến 7.100 đồng một ký. Và nếp tươi Long An hiện đang giao dịch từ 6.600 cho đến 6.800 đồng trên 1 kg. Jasmine 7.200 đến 7.300 đồng một ký, ST25 7.200 đến 7.400 đồng một ký, nàng hoa chín 6.800 đến 7.000 đồng một ký. Và OM4900 hiện tại đang giao dịch trên mức là từ 6.600 cho đến 6.800 đồng một ký. Giá lúa tại khu vực Tây Ninh như sau: OM576 6.300 đến 6.500 đồng một ký, IR50404 6.500 đến 6.700 đồng một ký, Đại Thân 8 7.000 đến 7.200 đồng một ký, OM5451 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM6976 6.500 đến 6.700 đồng một ký, OM4900 6.600 đến 6.800 đồng một ký, OM4218 6.400 đến 6.600 đồng một ký. Tại Chợ Lẻ, gạo thường 11.000 đến 12.000 đồng một ký, gạo Jasmine 14.000 đến 15.000 đồng một ký, gạo Sóc Thường 15.000 đồng một ký, nếp ruột 16.000 đến 18.000 đồng một ký, gạo Nàng Nghen 22.000 đồng một ký, gạo Thơm Thát Dài 18.000 đến 19.000 đồng một ký, gạo Hương Lài 19.000 đồng một ký, gạo trắng thông dụng 14.500 đồng một ký, nàng hoa 18.500 đồng một ký, Sóc Thái 18.000 đồng một ký, gạo Thơm Đài Loan 20.000 đồng một ký, gạo Nhật 22.000 đồng một ký, kém 7.500 đến 8.000 đồng một ký. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin thị trường được phát trên kênh Giá Lúa Gạo Ngày Nay. Cảm ơn quý bà con và các bạn luôn ủng hộ, lắng nghe và đồng hành cùng kênh. Mong rằng với những bản tin này, quý bà con và các bạn sẽ nắm được giá cả thị trường một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Hẹn gặp lại tại các bản tin tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý bà con và các bạn.